Lộn đất người ta, lộn đất người ta. Cấm dữ lắm rồi anh em ơi. Qua cái bờ kìa. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Cây này thì 100 của bô ta. Hôm bữa mình có quay, bữa nay mình quay cho anh em mình xem luôn ha. Cây 100 này thì chạy tốc độ dữ lắm luôn anh em ơi. Mưa giờ đang qua cái mương nè. Cái này thì mình quay chói mặt trời anh em ơi. Màn hình nó tối quá. Bảy mươi tốc độ, ý 100 tốc độ. Bánh này thì bánh chín anh em ơi. Độ lên bô quá nung. Cái đầu đó nó bị lún anh em ơi. Đất ở chỗ đó nó mềm. Tốc độ quỷ diệt. Chu đích rồi. Cái đoạn đó lúng anh em ơi, chu đích. Vượt lầy luôn. Vượt qua luôn. Rồi rồi mày ơi, mày ơi. Ôi giời. Lầy. Chạy đâu cho thoát. Ui vượt kìa. Kinh khủng không. Vượt. Trời. Quá đẹp. Xém lầy. Lên mô. Máy này đời 2021 rồi nè mà. Toyota 105 này. Chạy tốc độ quá ba cái mùi. Cái khu này cũng nhỏ anh em à. Chỗ nãy xém lầy. Dược. Ủa không? Đâm vô đó nữa hồi nãy xếp lại cái giờ đi vô nữa anh em à. Đây quá mung. Thank you.
mấy cái video trước mình có quay, bữa nay mình gặp mình quay cho anh em xem luôn ha. Máy này bô nổ ghê quá. Qua khô quá lẹ. Rồi một khu anh em ơi, chuẩn bị qua khu này lụm luôn à. Rồi qua lụm luôn. Hiện tại có cây 100 này cũng đang đi qua anh em, mà không biết chắc cắt riêng quá anh em à. Không chạy chung. Cái này cũng như là mượn đường đi qua thôi. Rồi hai cái vô chạy chung luôn, quay nó mới phê. Ôi ôi kìa, cò bơi tốc độ kìa anh em. Dữ nhờ không? Trăm lẻ này mượn cái đường đi anh em ơi, chứ không có chạy chung với cây trăm lẻ chọc. Lúc này thì cây trăm lẻ của Buta hiện tại đang trẻ giữa, đang đi tốc độ. Lúc này thì đang chạy đường này cũng dài nè anh em. Lúc này thì đội hình xe kéo đang vô tham gia cùng cây 100 luôn anh em à. Ăn lúc hàm chứ không có chừa hàm. Máy này vô là quánh gấp gãn anh em ạ. Chút xíu là gọi một lô. Xe kéo thì cũng vô tham gia luôn nè anh em. Còn cái 100 của Buta thì đang vượt cái xuống còn cũng mấy vòng nữa. Gom ra phà ca luôn. Hết hồng gom. Còn đi lên đi xuống cái nữa là hết rồi anh em à. Quýnh góp gãn là xong. Máy này chạy ngày cũng cỡ 70-80 công.
gồm gà khủng khiếp luôn. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.